Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Spicy Chicken McNuggets đã trở lại và chỉ có 2,50 đồng tại McDonald's. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Để biết thêm chi tiết, mời quý vị vào trang covid19.ca.gov. Nguyên Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Sáng nay, đài NPR, đài công cộng của Hoa Kỳ báo cho biết là dự báo thời tiết ở các thành phố lớn ở Texas và cả Texas nữa đã lên 40 và 50 độ. Tuy nhiên, mặc dù vậy, cái tình hình mà thiếu nước đó vẫn đang xảy ra vì những cái hình ảnh mà quý vị đang theo dõi là từ hãng thông tấn Reuters. Hãng thông tấn Reuters vào sáng thứ Sáu hôm nay, mặc dù toàn bộ các nhà máy phát điện có khoảng là trên 600 nhà máy phát điện ở Texas đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, vẫn có nhiều cư dân trong số này, khoảng 190.000 gia đình ở các thành phố ngoại ô của Houston, Dallas, Fort Worth, v.v. vẫn không có điện. Trong trường hợp này, thí dụ điển hình là bà Jennifer Jordan, 54 tuổi, cư dân của thành phố Miltonian ở Texas. Bà nói, bà nghe ở các nơi đều nói là điện đã có, bà gọi đến cho hãng điện thì hãng điện nói cái vụ mà trục trặc và thiếu điện đã được giải quyết rồi. Thế nhưng bà nói, giải quyết cái gì mà trong nhà của tôi vẫn không có điện, không có điện làm sao có thể sống qua nổi. Họ nói rằng nhiều căn nhà, sáng nay nhiều cư dân cho biết là căn nhà của họ được xây dựng nó không đủ sức để giữ ấm, và điều này đã khiến cho nhiều người dân lo ngại không biết sang năm, những năm tới như thế nào nếu tình trạng mà mùa đông lạnh giá như thế này, làm sao họ sống được trong căn phòng, căn nhà của họ với cái thời tiết mà âm độ như thế. Trong vòng mấy ngày qua thì ngày hôm qua cũng vậy, các bệnh viện ở Texas cũng cho biết do tình trạng điện rồi nước gặp khó khăn cho nên họ phải rời đổi bệnh nhân, họ phải tìm kiếm những bệnh viện nào có khả năng có chứa thêm các bệnh nhân để mà họ chuyển. Cho nên tình hình nó rất khó khăn, phải đưa trực thăng rồi xe để đến các nơi. Khỏi nói đến cái người vô gia cư rồi. Cho nên tình hình hiện nay họ nói mặc dù điện đã có, thời tiết ấm áp hơn, tức là làm giảm đi cái mối lo ngại về cái lạnh lẽo của người dân, nhưng mà nước thì không có. Báo cáo sáng nay nói thậm chí có người phải ra cái mương đó, thưa quý vị, để lấy nước, bởi vì trong nhà không có nước mà không biết nước ở đâu, mà họ phải dùng củi hoặc là những cái phương tiện cho khả là khí đốt để mà đun sôi những cái loại nước để sử dụng trong nhà. Có những người họ nói chứ, bên phía hãng nước, sở nước thì nói rằng quý vị phải nhớ đun sôi nước. Nhưng mà bà nói chứ, nhà không có điện, không có gas, lấy cái gì mà đun sôi nước. Cho nên họ phải xếp hàng đến các siêu thị để mua nước. Nhưng mà khi đến đây thì không còn một giọt nước nào để mua. Củi cũng hết luôn, rồi gas cũng hết luôn. Cho nên quý vị thấy, chỉ trong vòng mấy ngày thôi mà cả đời sống của nhiều người dân ở Texas, ít nhất cũng phải 4 triệu người bị ảnh hưởng trong dân số, thưa quý vị, vào khoảng 26 triệu người ngày hôm nay. Nhưng họ nói đó, đến sáng ngày hôm nay, phân nửa dân số của Texas vẫn còn gặp trở ngại về nước, tức là trên 20 triệu người đang gặp những cái khó khăn về nước sạch ở đây. Vâng, thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay thì ở tại thành phố Abilene của Texas đó, cảnh sát cho biết là có xảy ra một câu chuyện rất là thương tâm. Đó là bạn bè của hai vợ chồng, bây giờ danh tính hai vợ chồng chưa có được xác minh, vì nhiều ngày không liên lạc được nên đã gọi nhờ cảnh sát đến kiểm tra xem. Thì cảnh sát khi mà đến nhà của hai vợ chồng, người đàn ông 60 tuổi và người vợ 72 tuổi, thì họ phát hiện là ông chồng này đã ngồi và bị chết cống
ở trên cái ghế suốt nhiều ngày. Còn bà vợ đó thì nằm kế bên 72 tuổi nhưng mà cũng thoi thóp. Và người vợ thì được đưa vào trong bệnh viện, hiện tại tình trạng như thế nào không có được rõ. Thì cái lý do đó là nhà của hai người này trong vòng 3 ngày qua đã bị mất điện thưa quý vị. Và họ quá lạnh, và thời tiết ở tại Abilene trong vòng những ngày vừa rồi đó có ngày xuống âm 2 độ F, nghĩa là lạnh gần bằng Arctic, cho nên là cơ thể người chịu không có nổi. Và cũng trong vòng tuần này đó, thì vào hôm thứ hai cũng có một người vô gia cư vì không tìm được nơi trú ẩn, và khi mà người dân phát hiện đó là chết cống nằm ở ngoài đường thưa quý vị. Và còn một người đàn ông nữa bị vấn đề về tinh thần rồi bỏ chạy ra khỏi nhà người nhà vì cái tình trạng bão tuyết vân vân, tìm không được. Đến cuối cùng phát hiện thì ổng cũng cái cơ thể đó cũng đã bị chịu lạnh quá nhiều cho nên đưa vào bệnh viện và cũng đã qua đời. Thì đây là ba cái chết trong vòng tuần này liên quan đến cái điều kiện thời tiết ở tại Texas. Rất là thương tâm. Trong khi đó, ông Joe Biden cũng tuyên bố không những riêng ở Texas mà các tiểu bang khác gặp những cái trở ngại về thời tiết, nhất là họ nói rằng mùa bão tuyết vẫn còn và có khả năng trong tuần tới tình trạng cũng còn nhiều nơi sẽ bị ảnh hưởng, cung cấp thêm những cái tài vật của chính phủ liên bang để hỗ trợ. Thậm chí người dân biểu từng Cortez đó thưa quý vị, bà cũng gây quỹ được 1 triệu Mỹ Kim. Và ngày hôm nay dự trù bà là người của Dân Chủ và Đảng Dân Chủ hiện nay, họ nói rằng với cái tình hình như thế này đó thì đã có một cái cơ hội, một những cái ghế của Texas, nhất là các vị thượng nghị sĩ hoặc là dân biểu đó mà đang gặp chỉ trích từ người dân vì cái tình trạng đối phó với cái khó khăn hiện nay về thời tiết, có khả năng là trong vòng những năm tới. Cho nên bên phía Đảng Dân Chủ cũng vận động để tìm phiếu ủng hộ. Bà AOC, tức là bà Cortez, sẽ đến Texas trong ngày hôm nay và mang theo cả 1 triệu Mỹ Kim để hỗ trợ, đặc biệt cho những khu vực nghèo, khu ngoại ô của thành phố Houston, vân vân. Bên phía ông Joe Biden vào sáng ngày hôm nay phải đương đầu với nhiều cái vấn đề thế giới khác nữa. Trong đó, hội nghị thượng đỉnh G7, G7 bao gồm 7 quốc gia cường quốc tân tiến nhất trên thế giới hiện nay. Anh, Pháp, Đức, Mỹ là 4, Canada là 5, Ý là 6, cộng với Nhật là 7. Khối G7 là một khối liên minh vô cùng quan trọng. Thế nhưng họ nói rằng trong vòng 4 năm dưới thời của ông Trump thì cái khối liên minh G7 này không có bất cứ một cái hoạt động nào hữu hiệu cả. Bởi vì cái chính sách America First có nghĩa là ông Trump nói rằng nước Mỹ vẫn trên hết và rút ra khỏi những cái sự liên hiệp đối với thế giới bên ngoài. Cho nên sáng ngày hôm nay, lần đầu tiên nước Anh chủ trì diễn đàn về an ninh của G7, thưa quý vị, diễn đàn an ninh. Vấn đề an ninh ở đây bao gồm nhiều vấn đề, bao gồm kể cả như coronavirus cũng tạo nên cái mối nguy hiểm cho người dân trên toàn cầu. Theo dự trù, Tổng thống Biden sẽ có phần trình bày của ông trước hội nghị G7 và sẽ giới thiệu nước Mỹ trở lại. Điều đó có nghĩa là ông muốn nói, thưa các ông, tôi, nước Mỹ có mặt trở lại tham gia với tiến trình hoạt động chung của thế giới và có mặt trở lại. Điều đó có nghĩa bên phía chính phủ Joe Biden hủy bỏ toàn bộ các chính sách dưới thời của Tổng thống Trump American First và quay lại để làm việc. Bởi vì thưa quý vị, sắp tới đây có nhiều cái vấn đề quan trọng lắm, bao gồm Iraq, Ả Rập Saudi và nhiều cái vấn nạn khác mà Hoa Kỳ phải đương đầu. Thí dụ như Iraq, Tổng thống Trump trong vòng 4 năm qua chỉ muốn rút quân và không còn muốn đưa Hoa Kỳ can dự, mà cái cuộc chiến mà ông nói rằng quá tốn kém từ Iraq tới Afghanistan, thì ông Joe Biden sẽ phải có những cái chính sách để đương đầu với Iraq. Bên cạnh đó, vấn đề Ả Rập Saudi. Ả Rập Saudi dưới thời Tổng thống Trump có cái mối liên hệ rất là mật thiết. Hoa Kỳ muốn bán vũ khí cho Ả Rập và ủng hộ Hoa Rập, Ả Rập trong những cái tiến trình để mà tấn công Yemen vân vân. Thì ngay lập tức khi ông Biden vào thì cũng tuyên bố là không ủng hộ cho Ả Rập Saudi tiếp tục thực hiện những hành động quân sự ở tại Yemen. Vâng, thưa quý vị, và chúng tôi sẽ tiếp tục phần tin tức này sau một vài quảng cáo. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.